Xin chào các bạn nhá. Thì lần trước ấy, trước khi đi thực tập ấy thì mình có test thử cái tốc độ gõ bàn phím của mình. Đấy thì là hiện tại là cũng hơn 1 năm rồi. Bây giờ mình cũng muốn rằng là test thử xem là sau 1 năm ngồi gõ bàn phím thì mình xem là có cải thiện được tốc độ hay không. Đấy, ok nhá. Bây giờ mình thử vào cái trang web mà ngày xưa mình test thử, mình test lại xem là có nhanh hơn không nhá. Xem là gừng càng già càng cay hay là bây giờ nó yếu nào. Ok, quất lại thử các bạn nhé. Thì khi mà các bạn test cái tốc độ code ấy, thì là mình là người Việt Nam thì mình nghĩ rằng là các bạn nên test tiếng Việt thì như vậy nó sẽ đạt được cái tốc độ là chuẩn nhất. Còn khi mà các bạn test tiếng Anh ấy thì nhiều khi các bạn đọc nó không rõ chữ, nói gì test đúng không? Ok nhá, bắt đầu luôn nhá, mình test thử xem là 1 năm luyện tay nó như thế nào này. Đấy, ngày xưa này, ngày xưa được 78, còn bây giờ thì không biết là có được 78 hay không. 78 tương đương với khoảng bao nhiêu các bạn nhỉ? 78 là khoảng độ 1,1, chưa được, gọi là 1,2 từ ấy, trên 1 giây đúng không? Đâu đấy. Ok nhá, đợi tí nhá, vận động cái test lại xem nào. Rồi, xem có cái kính nào đeo vào cho nó rõ nào. Thôi không cần, không thấy kính các bạn. Kính lâu lắm không dùng, không đi học lâu lắm chưa đến trường này không dùng kính, không biết được bây giờ để đâu. Ok, quất các bạn nhá. Có này, chào thế giới sư Phạm Kim Công trình trị hay mặt vui vẻ khoa phối hợp ngành áo quần pháp luật rõ lỗ dễ ra ráng tuổi giới tờ xinh đẹp hay trần thành trời điệu cảm mình tay xanh. Ôi chết rồi, trời ơi, sau sau 2 năm giảm từ 78, à sau 1 năm giảm từ 78 xuống 62. Mình nghĩ test lại các bạn, lần đầu thì kiểu tay trên nóng ấy, tay trên nóng thì test thử lại xem như thế nào các bạn nhá. Đấy, lần hai xem như nào. Khi nãy là do mắt hơi mở, bây giờ tỉnh hơn tí nào. Làm một cà phê cho nó tỉnh nhá. Ok nhá, quất lại các bạn nhá. Mình là coder ấy, mình là IT thì cái khả năng gõ bàn phím của mình nó phải khác biệt các bạn ạ, không được chậm. Đấy, mình phải tạo sự khác biệt cho bản thân. Đúng không? Để còn lên mạng chém gió cho nó nhanh. Ok nhá, lại nhá. Sài Gòn. Ồ, chết rồi, chết rồi. Cái này họ có nhầm rồi các bạn. Đọc Ok, cái này mình test lại nhé, vì là mình gõ trước. Đấy. Đàn sáo này, công nghệ lang sống. Thì sao công trình bướng thành sẽ khó khăn. Kiến trúc ai hoài mình vừa chỉ thôi. Trong thế giới bướng thanh niên qua tay lập này điện tử chim đàn sáo nhân dân thang bao có đánh chị dễ vàng nào sao này vẫn 62 từ à 63 từ các bạn, lần này gõ sai có vẻ nhiều mà vẫn được 63 từ. Đấy, mình nghĩ là mình sẽ cải thiện được, lần 3 chắc là mình nghĩ phải lên tầm 70 rồi, chứng tỏ là ngày xưa nhá, 1 năm trước là gõ ghê phết đấy, không phải đơn giản đâu, căng đấy các bạn ạ. Đấy thì ở đây nhá, bạn nào mà muốn gõ nhanh được ấy thì trước hết là các bạn phải tập gõ 10 ngón á, các bạn phải tạo thói quen gõ 10 ngón. Thì thật ra ấy là khi mà các bạn mới bắt đầu học gõ 10 ngón thì nó sẽ hơi gượng một tí, nhưng mà sau mà các bạn đã học được rồi thì các bạn sẽ gõ rất là nhanh. Đấy, còn bạn nào mà gõ gọi là mổ cỏ ấy thì mà mổ cỏ từ đầu mà không có ai chỉnh cho các bạn thì các bạn rất khó để chỉnh được cái việc mà gõ 10 ngón. Nên là ở đây nhá, bạn nào mà giả sử như là bắt đầu mới dùng máy tính ấy, thì mình khuyên rằng là nên cố gắng tập gõ 10 ngón luôn, được không nhá. Ok, lần này test lại nữa này, gõ hơi chậm rồi đấy, gõ hơi chậm đấy. Rồi bắt đầu lại này.
Ủa chết rồi, nhanh đấy, thôi từ từ, đang định nói về chiến thuật. Mình nghĩ rằng cái chiến thuật của mình ấy nó như thế này các bạn này. Bây giờ có nghĩa mình phải đọc tầm 3 chữ hoặc là 4 chữ mình nhớ một lần để mình gõ nó nhanh, chứ bây giờ mình cứ nhìn một hai chữ mình gõ nó mất thời gian ấy. Đấy, bây giờ mình phải thay đổi chiến thuật nhá. Là phải nhìn 4 chữ đi, 3 4 chữ ở đấy xong rồi gõ một lần cho nó nhanh. Sao em nói giả dạ. Đấy, vâng con người đi. Nói giả dạ. Vâng con người. Cầu đường. Cười tối hợp mưa sư phạm này. Khó khăn quá. Ký tên ba lịch sử. Phương thanh loài vật. Áo quần trăm áo quát khi áo quần cổ tích khó khăn phương thanh xinh đẹp. Khi hành trả lời. Khi thay mặt hiệu trường. Học sao hạnh phúc thì làm quá tỉnh chú phối hợp. Ôi trời, ok lên 68 các bạn. Mình nghĩ rằng cái này thì gõ nhiều nó quen các bạn, vì là có vài cái chữ lặp đi lặp lại thôi. Đấy, mình nghĩ lần này mình test lần này nữa lên 70 là mình nghỉ này. Còn không lên 70 thì thôi. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi, thử lại ngày xưa xem. Ngày xưa mình cũng gõ bàn phím khá là nhanh. Đấy. Rồi sau 1 năm rồi thì đáng lẽ nó phải hơn, nhưng mà cuối cùng nó chậm hơn các bạn. Hay là do bàn phím? Mình nghĩ là do bàn phím các bạn. Ngày xưa mình dùng bàn phím khác, bây giờ mình dùng bàn phím khác. Bàn phím này nó to hơn, nó nhảy ghê hơn. Đấy, rồi, lần cuối này. Thôi bây giờ không đổ lỗi các bạn nhé, về test lại nữa. Được ăn cả ngã về không này. Xinh đẹp, đơn chính, ẩm thực. Kìa, mắt, mồm, lỗ, nón, ăn, khỏe mạnh, có ích, làm quê, trả lời, quảng bình, ăn, dặn, bài, vật, chú chi, cao, sao, dễ, ăn, ăn, áo, quần, trời ơi, còn 61. Bực mình quá. F12. Bực mình rồi các bạn ạ. Thôi. Này là tay không được thì bây giờ mình não. Bây giờ đúng không? Đang 61 đúng không? Chính cốt. Không phải nói nhiều các bạn, chính cốt các nha. 61 này, để mình xem nó nằm ở đâu nào. Tìm. Đây, 61 đúng không? 61 này, đâu rồi? Số 61 rồi các bạn. Số 61 rồi. Đây đúng không? 1000. Đấy. Thế cho nó nhanh. Copy các bạn, cắt cái ảnh này ném xem Facebook cho nó nhanh. Đấy, mất thời gian. Có mỏi cả tay cũng được. Ok nhá. Đấy, hẹn gặp lại các bạn ở video này vào năm sau. Năm sau mình lại test thử lại xem là trình độ có lên hay lại xuống tiếp các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.